Cô thân chào tất cả các học sinh khối 6. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em ở tiết học này. Các em thân mến, nhà thơ Nguyễn Đình Thi trong tác phẩm Việt Nam quê hương ta đã từng ca ngợi quê hương Việt Nam bằng những dòng thơ tha thiết. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả rập rờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Các em ạ, quê hương Việt Nam của chúng ta rất xinh đẹp, hiền hòa. Đã từ lâu, quê hương trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ, ca, nhạc, họa. Và hôm nay, đến với tiết 31-32, chúng ta sẽ được cảm nhận vẻ đẹp của quê hương qua những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương. Chúng ta cùng đi vào tiết học các em nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào mục tiêu cần đạt về kiến thức. Chúng ta nhận biết được số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần nhịp của thơ lục bát. Khám phá tri thức ngữ văn, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương qua những câu hát dân gian. Về mặt kỹ năng, nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của các bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ. Về phẩm chất, chúng ta sẽ được học bài học về cách ứng xử và cách nghĩ của cá nhân, có thái độ phù hợp, tôn trọng những vẻ đẹp của quê hương mình. Về năng lực, có thể làm bài ca dao, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương mình. Về tri thức ngữ văn, chúng ta tìm hiểu tri thức đọc hiểu. Các em ạ, lục bát là thể thơ có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam. Một câu lục bát gồm dòng 6 tiếng gọi là dòng lục và dòng 8 tiếng gọi là dòng bát. Về cách gieo vần, tiếng thứ 6 của dòng lục vần với tiếng thứ 6 của dòng bát kế tiếp, tiếng thứ 6 của dòng bát vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo. Về ngắt nhịp, thơ lục bát thường ngắt nhịp chẵn, ví dụ như là nhịp 2, 2, 2 hoặc 2, 4, 2 hoặc 4, 4. Về thanh điệu, các tiếng 1, 3, 5, 7 có thể được phối thanh tự do. Riêng các tiếng 2, 4, 6, 8 phải tuân thủ theo quy định. Tiếng 2 là thanh bằng, tiếng 4 là thanh trắc. Riêng dòng bát, nếu tiếng 6 là thanh bằng thì tiếng 8 là thanh bằng và ngược lại. Lục bát biến thể là lục bát biến đổi về số tiếng, về cách gieo vần, về cách ngắt nhịp, cách phối hợp bằng trắc trong câu. Hình ảnh là một yếu tố quan trọng trong câu thơ, giúp người đọc nhìn thấy, tưởng tượng ra điều mà nhà thơ miêu tả, cảm nhận qua nhiều giác quan. Tính biểu cảm của văn học là khả năng văn bản gợi cho người đọc những cảm xúc như vui, buồn. Về tri thức tiếng Việt, chúng ta lưu ý cách lựa chọn từ ngữ phù hợp khi nói hoặc viết, xác định nội dung cần diễn đạt, huy động các từ đồng nghĩa, giàu nghĩa, từ đó lựa chọn những từ có khả năng diễn đạt chính xác nhất nội dung muốn thể hiện. Chú ý khả năng kết hợp hài hòa giữa từ ngữ được lựa chọn với những từ ngữ được sử dụng trước và sau nó trong cùng một câu, đoạn văn. Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản giúp cho sự diễn đạt chính xác và hiệu quả mà người nói viết muốn thể hiện trong văn bản đó. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần hoạt động đọc hiểu văn bản. Phần chuẩn bị đọc, chúng ta lưu ý cụm từ vẻ đẹp quê hương thường khiến em nghĩ đến điều gì? Đúng rồi, vẻ đẹp quê hương là cụm từ gợi ra khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước. Có bao nhiêu bạn trả lời đúng câu hỏi này nè? Trước khi đi vào đọc và phân tích từng văn bản, chúng ta sơ lược nội dung chính của 4 văn bản. Bài 1, vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long. Bài 2, vẻ đẹp truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc. Bài 3, vẻ đẹp của vùng đất Bình Định. Bài 4, vẻ đẹp của vùng Đồng Tháp 10.
Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phần trải nghiệm cùng văn bản. Cô trò chúng ta sẽ đọc văn bản 1 sách giáo khoa trang 64 các em nhé. Rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai. Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng bườm, hàng thiết, hàng hài, hàng khay. Mã vĩ, hàng điếu, hàng giày, hàng cờ, hàng cót, hàng may, hàng dầu. Phố mới, Phúc Kiến, hàng than, hàng mã, hàng mắm, hàng ngan, hàng đồng, hàng chuối, hàng nón, cầu đông, hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè, hàng thùng, hàng bát, hàng tre, hàng vôi, hàng giấy, hàng the, hàng gà. Quanh đi đến phố Hàng Gia, trải xem phường phố thật là cũng xinh. Phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố răng mắc cưỡi, đường quanh bàn cờ. Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ, bút hoa xin chép bài thơ lưu truyền. Ở văn bản này em thấy qua câu ca dao phố răng mắc cưỡi, đường quanh bàn cờ, kinh đô Thăng Long của chúng ta hiện lên trong tâm trí em như thế nào? Và em thấy thành Thăng Long hiện lên với sự đông đúc, nhộn nhịp, với nhiều phố phường khác nhau, buôn bán đủ các mặt hàng, những con đường được xây dựng ngay ngắn, thẳng tắp theo trật tự, giống như một bàn cờ. Suy ngẫm và phản hồi. Em thấy hình ảnh kinh thành Thăng Long được gửi lên trong bài ca dao 1 có điểm gì đặc biệt? Những từ ngữ như phồn hoa thứ nhất Long Thành, người về nhớ cảnh ngẩn ngơ đã góp phần thể hiện sắc thái cảm xúc gì của tác giả về đất Long Thành? Hình ảnh kinh thành Thăng Long được gửi lên trong bài ca dao 1, em thấy có một điểm rất đặc biệt, đó là đầy đủ 36 phố phường. Các từ ngữ phồn hoa thứ nhất Long Thành, người về nhớ cảnh ngẩn ngơ đã góp phần thể hiện niềm tự hào cũng như nỗi nhớ dành cho kinh thành Thăng Long. Và sau đây là phần ghi bài. Các em lưu ý ở slide nào có biểu tượng cái bút, các em biết các em phải ghi bài. Thời gian của chúng ta ghi bài, nếu chúng ta ghi không kịp, chúng ta có thể ngừng slide lại và chúng ta ghi, sau đó chúng ta nghe tiếp các em nhé. Sau đây, cô trò chúng ta cùng đi vào tìm hiểu vẻ đẹp của bài thứ hai. Em đổ anh từ Nam chí Bắc, sông nào là sông sâu nhất, núi nào là núi cao nhất nước ta, anh mà giảng được cho ra, thì em kết nghĩa giao hòa cùng anh. Sâu nhất là sông Bạch Đằng, ba lần giặc đến, ba lần giặc tan. Cao nhất là núi Lam Sơn, có ông Lê Lợi trăm ngàn bước ra. Như vậy các em thấy bài ca dao này đã giới thiệu vẻ đẹp gì của quê hương, cảm xúc của tác giả dân gian về quê hương đã được bộc lộ như thế nào? Em thấy truyền thống quý báu nhất của dân tộc ta đó là truyền thống chống giặc cứu nước. Và đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua rất nhiều ắt ngoại xâm. Quê hương Việt Nam của chúng ta từ Nam ra Bắc, có nơi nào không mang bóng hình của truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam? Các em hãy nhìn xem các địa danh lịch sử gắn với những trận chiến nổi tiếng của dân tộc ta được nhắc lại ở bài ca dao này rất quen thuộc. Đó là những nốt son chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã ba lần phá tan quân xâm lược trên sông Bạch Đằng. Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn chiến thắng giặc Minh đã đi vào lịch sử. Và em đã được học qua tác phẩm Sử tích Hồ Gươm về cuộc chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn. Đó là một cuộc chiến thắng oanh liệt vẻ vang.
Cảm xúc của tác giả dân gian về quê hương đã được thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống đánh giặc cứu nước, về tình yêu quê hương đất nước nồng nàn tha thiết của dân tộc ta. Và em thấy, ở bài ca dao thứ hai, tác giả dân gian đã thể hiện một vẻ đẹp khác của quê hương. Đó là vẻ đẹp về truyền thống giữ nước của dân tộc. Hình thức, thông qua lời hỏi đáp của chàng trai và cô gái, tác giả dân gian đã gợi nhắc cho chúng ta vẻ đẹp về truyền thống giữ nước của dân tộc, của những chiến công lịch sử anh liệt của dân tộc. Thông qua đó, tác giả thể hiện niềm tự hào với tình yêu quê hương đất nước của mỗi người Việt Nam ta. Và sau đây, chúng ta cùng đến với vùng đất Bình Định rất xanh, rất đẹp, với rất nhiều địa danh nổi tiếng. Bình Định có núi Vọng Phu, có đầm Thị Nại, có cù Lao Xanh. Em về Bình Định cùng anh, được ăn bí đỏ, nấu canh nước dừa. Em thấy ở đây vẻ đẹp của vùng đất Bình Định được thể hiện qua vẻ đẹp thiên nhiên với các di tích như là núi Vọng Phu, như là đầm Thị Nại, nè, cù Lao Xanh nè, và gắn với truyền thống thủy chung yêu nước, với vẻ đẹp cuộc sống trong những món ăn dân dã như bí đỏ nấu canh nước dừa. Em thấy ở đây biện pháp tu từ được sử dụng đó là điệp ngữ có và phép liệt kê núi Vọng Phu, đầm Thị Nại, cù Lao Xanh. Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật này là để nhấn mạnh những nét đẹp đặc trưng nhất mà chỉ vùng đất Bình Định mới có. Và ở đây em thấy đặc điểm của thể thơ Lục Bát đã được thể hiện qua bài thơ này một cách rất rõ ràng. Về số dòng thơ, chúng ta có 4 dòng, 2 dòng lục có 6 tiếng, 2 dòng bát có 8 tiếng. Vần trong các dòng thơ, câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát như là phu, nè, cù, nè, xanh, anh, canh. Nhịp thơ dòng 1 chúng ta đọc với nhịp 2-4, dòng 2 là nhịp 4-4, dòng 3 là nhịp 4-2 và dòng 4 là nhịp 4-4. Bài thơ như một lời mời. Như vậy, đến với bài ca dao thứ 3, chúng ta thấy bài thơ như một lời mời gọi. Mọi người hãy đến với vùng đất Bình Định để cùng hiểu thêm về lịch sử đấu tranh anh hùng, về chiến công của nghĩa quân Tây Sơn ở đầm Thị Nại, về tấm lòng thủy chung sắt son của người phụ nữ Việt Nam chờ chồng hóa đá. Và hình ảnh đó đã được thể hiện qua di tích núi Vọng Phu, cùng thưởng thức những món ăn dân dã nơi vùng đất này. Các em ạ, Bình Định rất đẹp, rất hữu tình, rất thân thương. Và nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta hãy cùng tìm đến với Bình Định các em nhé. Các em thân mến, sau khi chúng ta rời khỏi dải đất miền Trung đầy nắng gió, phong cảnh hiền hòa xinh đẹp, sau đây cô trò chúng ta cùng đến với vùng Đồng Tháp 10. Ai ơi về miệt Tháp 10, cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn. Ở đây, qua câu thơ cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn, chúng ta thấy đặc điểm của vùng Đồng Tháp 10 đó là sự trù phú, giàu có mà thiên nhiên đã ban tặng cho cuộc sống của người dân nơi đây. Và thông qua đó, tác giả đã thể hiện lòng yêu mến, tự hào khôn xiết của mình dành cho vùng đất Tháp 10 mến yêu. Và em biết không, miệt Tháp 10 là vùng đất thuộc đồng bằng sông Cửu Long, trải rộng trên 3 tỉnh Long An, nè, Tiền Giang, nè, Đồng Tháp, nè. Đây là vựa lúa lớn nhất của nước ta. Vùng sông nước Tháp 10 hiền hòa xinh đẹp với sự trù phú về những sản vật tôm cá thiên nhiên đã vô cùng hào phóng ban tặng cho người dân Tháp 10. Và
Vì thế em thấy ở vùng tháp 10 này, người dân sống rất hào sảng, rất chân tình, rất mộc mạc. Tác giả dân gian đã ca ngợi sự giàu có của thiên nhiên và thể hiện niềm tự hào, sự yêu mến của mình về vùng đất quê hương tháp 10. Các em ạ, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua vẻ đẹp của bốn bài ca dao. Như vậy em thấy chủ đề nào của quê hương đã được xuyên suốt trong bốn bài ca dao? Qua đó, tác giả dân gian thể hiện tình cảm gì với quê hương đất nước? Dựa vào những hình ảnh từ ngữ được sử dụng trong bài ca dao, em hãy làm rõ nhận định trên. Như vậy, em thấy chủ đề xuyên suốt trong bốn bài ca dao đó là vẻ đẹp của quê hương, vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người. Đó là sự hữu tình, hài hòa, thơ mộng của cảnh sắc thiên nhiên cùng vẻ đẹp của lòng thủy chung, son sắc của ý chí, nghị lực, của sự dũng cảm, kiên cường. Và đặc biệt đó là truyền thống yêu nước, thương nòi, sâu sắc, mãnh liệt của dân tộc Việt Nam chúng ta trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Qua đó, tác giả dân gian đã bộc lộ niềm tự hào, tình yêu khôn xiết của mình với quê hương, đất nước. Các em thân mến, sau đây là bài tập ở sách giáo khoa và cô đã chọn lọc ra cho các em những từ ngữ, những hình ảnh độc đáo có trong bốn bài ca dao ấy và ý nghĩa của những hình ảnh, những từ ngữ đặc sắc. Các em ạ, các em thấy không? Quê hương Việt Nam của chúng ta xinh đẹp, hữu tình và hiền hòa biết mấy. Từ Nam chí Bắc, nơi đâu cũng có những cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Đặc biệt là những du khách nước ngoài, mỗi khi đến Việt Nam đều có một ấn tượng khó phai. Chúng ta hãy cùng một lần đến với những di tích lịch sử, lắng nghe những câu chuyện kể của ông cha về truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, để cùng nhau chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của quê hương đất nước qua những cảnh quan, qua những lối sống, lối sinh hoạt ở những món ăn dân dã. Khi đó chúng ta chắc chắn sẽ cảm nhận được rằng quê hương Việt Nam của chúng ta xiết bao xinh đẹp, con người Việt Nam chúng ta luôn luôn hiền hòa, hiếu khách, sống nghĩa tình. Và dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc thật đáng ngưỡng mộ, ngợi ca bởi những phẩm chất tốt đẹp. Các em thân mến, như vậy cô trò chúng ta vừa trải qua bốn bài ca dao và em thấy ở các văn bản tác giả dân gian đã thể hiện được vẻ đẹp của quê hương thông qua các phương diện: vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người, của truyền thống, lịch sử đấu tranh, văn hóa của vùng đất. Qua đó tác giả đã thể hiện tình cảm yêu mến, sự tự hào về quê hương, đất nước. Trong bốn bài ca dao trên, em thích nhất bài nào? Vì sao? Và sau đây, em có thể tự lựa chọn và lý giải gợi ý của cô. Ví dụ, em thích nhất bài ca dao 1 vì bài ca dao này đã cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của mảnh đất Thăng Long, kinh đô của nước ta thời xưa. Đó là sự phồn hoa, đông đúc và lối kiến trúc độc đáo. Qua đó, người đọc cảm thấy tự hào về mảnh đất kinh đô thời xưa của đất nước. Hoặc em có thể thích nhất bài 4 cũng được. Và nếu em là một người miền Tây, vùng đồng tháp 10, thì điều đó cũng là một cơ hội để cho các em bày tỏ tình cảm yêu mến của mình về quê hương, đất nước của mình. Và bài này chúng ta có những cảm xúc và suy nghĩ, tình cảm lắng động khác nhau, nên chúng ta về nhà có thể đào sâu thêm cảm xúc của mình và ghi chép nó vào trong sổ tay các em nhé. Chúng ta cùng nhau qua hoạt động kiểm tra đánh giá. Ở đây em thấy em biết vận dụng kiến thức của bài học về việc đọc mở rộng theo thể loại
và em trình bày được thanh điệu vần nhịp trong thơ Lục Bát cùng một số đặc điểm nổi bật của thơ Lục Bát. Chúng ta sẽ sưu tầm một số bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp quê hương khác mà các em biết. Sau đó các em trình bày đặc điểm về thể thơ Lục Bát trong bài ca dao em vừa tìm được. Sản phẩm thì các em sẽ làm theo nhóm ở nhà, và sau đó em sẽ trình bày hoặc gửi sản phẩm cho cô các em nhé. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô mến chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hy vọng qua tiết học này, các em đã cảm nhận thêm về vẻ đẹp của quê hương và từ đó có được những suy nghĩ, những sự yêu mến, những sự tự hào, trân trọng đối với quê hương đất nước mình. Cô thân ái chào các em, hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.